Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh của cô Trần Tiến nha. Thì hôm nay mới thử tất cả cô chú anh chị bốn cái bao cần nha. Thì bốn cái bao này đều là dài 1m25 hết nha anh em. Dài 1m25 hết. Thì cái giá em bán bao mấy cái bao cần này là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Phí vận chuyển thì nó rơi khoảng tầm chắc cỡ 40-45 ngàn anh em. 45 ngàn tại cái bao này nó bự, mình đóng vô cái thùng nó to. Thì cái vận chuyển nó hơi cao một tí nha. Thì anh em nào lấy cứ alo cho em theo số điện thoại 05 220 220 30 nha. Đó cũng là cái số Zalo của em luôn. Rồi giới thiệu cái bao cho anh em, cái bao đầu tiên nha là túi túi số 1 nha. Anh em nào mua thì cứ cho em kinh cái mã túi số 1 nha, đừng có báo cho em mã 1, mã 2 nó lộn mã lắm em. Anh em túi số 1, túi số 2, túi số 3, túi số 4 nha. Nói chung em bò em bán thì nhiều mà có nhiều anh thì nói chung là mã người ta ba mã số 120 mấy, 226 đi, chứ cho em xin cái mã 26 không à. Em câu lại mã 26 còn. Gửi ra lại thì nó sai mã. Cho anh mấy anh cho em thì cho nó mã nó cụ thể một tí. Ba em báo mã nào thì anh em cho đúng cái mã đó thì em sẽ giao đúng mã nha. Chứ mã ba 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 số mà anh em cho hai số cuối còn số đầu anh em không cho sao em biết em giao đúng đúng cho anh em. Ở cái túi này túi cần anh em dài 1m25. Mọi mọi cái khóa này còn ngon hết nha anh em. Khóa còn ngon hết. Con này made in Korea nha anh em, made in Korea. Túi đây. Túi nói chung khá đẹp anh em, lòng trong đẹp nhưng mà ở ngoài thì nó hơi cũ anh em. Ở ngoài nó hơi cũ nha. Cái bao này thì ở đây nó có cái ngăn kéo đây. Ngăn kéo. Ngăn kéo hoài nha. Rồi, cái bao này là túi 1 anh em, túi 1. Dài là 1m25. Túi số 1 dài 1m25 nha. Túi 1 dài 1m25. Cái bao này em để cho anh em giá là 300 thôi. 300k nha anh em. Túi 1 để anh em giá 300k. Nói chung là mấy cái này thì khóa huyết thì nó còn nguyên hết anh em. Anh em nghe không có quan tâm cái đó đâu, chỉ có anh em coi ngoại hình thôi. Ngoại hình anh em thấy ok là ok nha. Túi 1 giá 300 ngàn anh em. Cái túi 2, túi 2 này cũng dài 1m25 luôn, hãng Daiwa. Cái túi này thì nó hơi dơ anh em, nó dơ dính. Dính gì? Giặt rồi anh em. Mà nó không ra hết nha, nó còn đen đen. Chung mấy cái này anh em về hàng bãi mà thì đây nó có mớp gách một chút xíu nha, mới gõ nè. Cái bao này được cái nó có cái xốp ở trong anh em, thì anh em xài đảm bảo cái cần khóa huyết thì còn nguyên dạng hết anh em, khóa miết gì còn nguyên dạng hết. Chung ngon anh em à, hãng Daiwa nha. Ngoại hình nói chung là nó dơ anh em, nó dơ dính nhiều. Nói chung là mấy cái máy mấy cái bao này anh em về đảm bảo cần lắm. Ở trong thì nó nguyên dạng nè, thấy chưa, ở trong này nhìn trong sạch chưa. Cái bao này made in Indo nha anh em, made in Indo. Bao nói chung là tất cả nguyên dạng hết mà nó hơi dơ thôi. Cái bao này túi số 2 nha anh em. Túi số 2. Túi 2 này để cho anh em giá 350 nha. Dài 1m25 luôn. Túi 2 350 ngàn. Nào, dán vào. Túi 2 350. Rồi. Rồi tới túi số 3 anh em. Túi số 3 này thì nó còn sạch anh em. Túi số 3 đây. Dài 1m25 luôn nha. Cái bao này bao Venus à. Bao này còn đẹp anh em. Tổng thể cái bao đây. Rồi.
khóa kéo là ngon lành hết nha, tất cả cái khóa kéo là ngon lành hết. Lòng trong bao rất là đẹp anh em, lòng trong bao sáng trưng à. Cái túi hoài nha, túi hoài đẹp đó anh em, nó có hai khóa này. Rồi cái túi này túi số 3 nha, túi 3 cái túi đẹp nha anh em. Túi 3 để cho anh em giá cái túi này 350 luôn, dài mét 25 nha anh em. Túi 3 350.000 anh em ạ. Túi 3 350 nha. Rồi tới túi 4 này túi xịn anh em, nhưng mà để nó lâu quá là nó có những cái chỗ nó bị rách anh em, nhưng mà anh em về có thể gia cố lại được, không có ảnh hưởng đâu. Rồi nè, có chỗ nè, một chỗ này rách thôi, anh em thấy nó rách đường chữ ô không, nó rách ở cái da hoài thôi anh em thấy nha. Còn cái da trong, mở da trong cho anh em xem. Rồi cái túi này nó tới 2 ngăn anh em, hai ngăn đúng không, 3 ngăn, 2 ngăn, nói chung là hai ngăn bự, mấy cái ngăn phụ nhỏ nhỏ nhiều lắm nha, 2 ngăn bự. Đó nè, túi này nếu mà nó còn nguyên đẹp hết, cái túi này mua bán cả triệu anh em nè, thấy chưa, nó gách nè. Anh em có thể về lấy cái những cái mà dạng như là cái logo vải có cái mà hình màu này nọ con cá, anh em có thể để ngoài đây một miếng, anh em mai lại, để qua đây nè, mai che nó lại, mai lại ra cái tiệm mai cho nó mai lại là nó sẽ che được, cái này sẽ đẹp nha anh em, trùng có đó thôi. Còn lại mấy cái này thì nó hơi xét anh em, xét thì anh em về có thể vệ sinh nha, tẩy lại được hết. Với lại hai cái bóp khóa chung nó 2 ngăn anh em, ngăn dài trên cùng, cái ngăn nhỏ bên đây đó, nói chung là ngăn đủ. Ở trong mình nói bằng vải mà thì nó hơi ẩm ướt dần bãi anh em. Chung là chất lượng còn ngon á. Cái chỗ này thì anh em cứ bóp ra thôi, bóp ra bình thường nha đó. Bóp này ra rồi đẩy nó ra thôi. Ở đây là để mấy gần tay mini được anh em, cái này để cái hộp nhỏ có thể để cần tay lóng ngắn được anh em. Cái túi này chiên cho cần tay, mấy này anh em có thể về vệ sinh lại nha, bình thường hết chỉ về vệ sinh lại cho nó sạch sẽ thôi. Cái bao này nếu mà còn nguyên dạng đẹp luôn thì anh em luôn 1,5 triệu đến 2 triệu anh em. Anh em mà mua một bộ bên đó là không dưới 1 chục, một bộ bên bển nó có thường gồm có cái bao với là cái thùng là nó không dưới mười mấy triệu anh em. Báo gõ cho anh em, chung mấy cái này còn đẹp, còn ok lắm anh em. Chỉ có bị mấy cái chỗ này thì nói chung là ngon lành hết, chỉ có cái bị cái chỗ em báo cho anh em nó bị rách với chỗ đó nè ha. Mấy này nói chung khóa quyết ngon lành hết anh em à. Bao này đẹp á, chung không có chú trọng ngoại hình, mấy cái này ngon. Cái chỗ này anh em báo cho anh em đó là gì, về anh em cứ có mấy cái logo hình con cá hay logo hình gì anh em thích á, cứ màu bằng vải á hay là bằng simili thì cũng được, anh em cắt ngang, cắt cho nó đều á, anh em để vô đây, lấy cái keo dán nó lên xong rồi lấy ra tiệm mai cho nó mai cái vòng quanh cái đường nó lại là ok, đẹp liền luôn anh em. Rồi cái bao, cái túi này túi số 3 này đâu rồi, cái rồi, túi số 3 anh em, túi số 3 để cho anh em giá cái túi này nó hơi dơ. Túi số 4 chứ không? Túi số 4 anh em. Túi số 4. Để cho anh em cái túi này giá là 380.000 anh em. 380.000. Dán đi. Rồi anh em lấy cái túi nào cứ alo cho em nha.
lấy cái túi nào cứ alo cho em. Rồi cảm ơn em, hẹn em các video kế tiếp.